Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Phụ nữ Hưng Yên, Trung hậu đảm đang tự tin khởi nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, hoạt động nhân đạo từ thiện luôn thu hút đông đảo hội viên phụ nữ xã Bãi Sậy huyện Ân Thi tham gia. Thông qua các phần việc, hoạt động cụ thể, hội đã giúp đỡ nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Gia đình chị Nguyễn Thị Lành ở thôn Bối Khê có hoàn cảnh khó khăn, hai vợ chồng chị đều ốm đau thường xuyên, mất sức lao động. Kinh tế gia đình trông chờ vào mấy xào ruộng, thu nhập thấp nên phải chạy ăn từng bữa. Biết được hoàn cảnh của chị 4 năm qua, chị em phụ nữ trong xã đã nhiệt tình tham gia giúp đỡ chị mỗi khi vào mùa vụ, hỗ trợ sinh kế, thường xuyên thăm hỏi động viên giúp chị vượt qua khó khăn. Đặc biệt, từ mô hình hũ gạo tình thương, hàng quý hội còn hỗ trợ gia đình chị lành 20kg gạo. Được sự quan tâm, giúp đỡ là tiền này, xe này, cân này rồi hũ gạo tình thương này. Tôi cảm thấy quá hạnh phúc cũng là nguồn động viên lớn. Phong trào nhân đạo từ thiện giúp đỡ hội viên khó khăn được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bãi Sậy phát động ở cả 8 chi hội với sự ủng hộ của hơn 1.000 chị em phụ nữ trong toàn xã. Tùy theo điều kiện mà các hội viên tham gia bằng nhiều hình thức như tiết kiệm tiền, gạo, quần áo, sách vở cho con em hội viên. Từ năm 2018 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã vận động hội viên ủng hộ, quyên góp được gần 80 triệu đồng, 700 kg gạo, giúp 30 hội viên khó khăn, hỗ trợ 10 hội viên vay vốn phát triển kinh tế, trong đó nhiều hội viên ủng hộ với số tiền từ 10 đến 30 triệu đồng hội liên hiệp phụ nữ xã luôn luôn là coi trọng cái đời sống của hội viên trong cái cuộc sống mà có những cái cái tai nạn bất ngờ thì chúng tôi thường xuyên là đến động viên kịp thời cũng như là thăm hỏi đồng thời cũng có những cái biện pháp cũng như là chỉ đạo các tri hội là hỗ trợ giúp đỡ đối với các hội viên này. Phong trào nhân đạo từ thiện của hội liên hiệp phụ nữ xã Bãi Sậy đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống của chị em hội viên, qua đó giúp những hội viên khó khăn với bớt sự vất vả tạo sự gắn kết bền chặt trong cộng đồng, đóng góp tích cực vào công tác giảm nghèo tại địa phương. Với chủ trương đưa kiến thức pháp luật vào đời sống, thời gian qua các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phù Cử không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật liên quan tới phụ nữ, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho chị em hội viên. Để việc đưa kiến thức pháp luật đi vào cuộc sống, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phù Cử luôn xác định việc đổi mới cách thức nội dung tuyên truyền là yếu tố nòng cốt. Từ đó, các cơ sở hội đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo như thành lập và duy trì các câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật, sân khấu hóa tình huống tuyên truyền, tổ chức các buổi giao lưu, chia sẻ về kiến thức luật đến với chị em. Ngoài ra, công tác xây dựng đội ngũ báo cáo viên, cán bộ tuyên truyền pháp luật cũng là nhiệm vụ quan trọng, bởi đây chính là cầu nối giữa chị em phụ nữ và kiến thức pháp luật. Từ đó, Hàng năm, hội đều phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ hội cơ sở. Chị em mà được tiếp cận với và nắm bắt được cái luật đấy thì là chị em cũng thứ nhất là chị em tự tin hơn và bảo vệ được chính mình và gia đình và người thân trong gia đình mình chấp hành các cái đường nối chủ trương chính sách của đảng pháp luật nhà nước cũng như các quy định của địa phương. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, các cơ sở hội đã tổ chức 20 lớp tập huấn tuyên truyền 100% hội viên được phổ biến về kiến thức pháp luật với những nội dung cụ thể như luật hôn nhân gia đình, luật chống xâm hại trẻ em, luật an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, huyện còn duy trì hiệu quả 134 mô hình, câu lạc bộ, 54 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, vận động trẻ em thực hiện nếp sống văn minh theo quy định. Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, chúng tôi rất là quan tâm đến công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, chuyên môn nghiệp vụ cái kỹ năng tuyên truyền cho các đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các cái địa chỉ tin cậy tại cộng đồng và đặc biệt là hội viên nòng cốt của hội ưu tiên đổi mới nội dung phương thức sinh hoạt trong các cái tổ nhóm quan tâm đặc biệt đến cái hiến pháp và một số luật. Với những việc làm cụ thể thiết thực của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phù Cử đã giúp cán bộ hội viên phụ nữ nâng cao hiểu biết về pháp luật, qua đó góp phần để lùi những tệ nạn, hành vi vi phạm pháp luật của phụ nữ nói riêng và toàn xã hội nói chung quý vị và các bạn thân mến chuyên mục phụ nữ hương yên trung hậu đảm đang tự tin khởi nghiệp xin được khép lại tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin thân ái chào tạm biệt